Chào anh chị, các bạn và các em. Biết ơn tất cả mọi người đã luôn đồng hành và ủng hộ iCopy Phú Sơn chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua dưới rất nhiều hình thức, đó là ủng hộ kênh YouTube Phú Sơn chuyên đào tạo kỹ thuật sửa chữa máy photo, trang web icopy.com.vn. Ở thời điểm cuối tháng 9 vừa rồi, chúng tôi đã nhận được rất nhiều câu hỏi từ phía anh chị, các bạn và các em. Đó là rất nhiều cái chương trình đào tạo từ xa, đào tạo online đã thành công. Nhưng để học nghề thì hình thức đào tạo online, đào tạo từ xa có thành công hay không? Và để học cái khóa học đào tạo kỹ thuật sửa chữa máy photo từ xa thì hình thức học như thế nào? Và đã có ai học thành công hay chưa? Đó là rất nhiều những cái câu hỏi từ phía anh chị, các bạn và các em đã đặt cho Học viện iCopy Phú Sơn chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Ở nội dung video trước đây, chia sẻ cái phần review của máy MPC6503, tôi có chia sẻ đến anh chị và các bạn, đó là iCopy Phú Sơn chúng tôi có hai hình thức đào tạo trực tiếp và online. Sau khi phát hành video đó thì rất nhiều anh chị, các bạn và các em đã hỏi chúng tôi cái câu hỏi vừa rồi, đó là để học online, học nghề online thì cái hình thức đào tạo như thế nào và thời gian kéo dài bao lâu. Thì trong cái video này, cái video mà chúng tôi cũng làm để đào tạo học viên của mình, bạn ấy đăng ký học trực tiếp trên nhãn hiệu máy Ricoh, cụ thể đó là những cái model MPC đuôi 03, 8003, 6503 mà bạn ấy đang sử dụng hàng ngày. Và bạn ấy đặt thẳng vấn đề là muốn học trên cái nhãn hiệu máy cụ thể này, model cụ thể này. Thì trong video mà làm để đào tạo học viên của mình thì tôi chia tiện những câu hỏi của anh chị và các bạn, thì tôi chia sẻ luôn đó là cái hình thức đào tạo online sẽ như thế nào. Như chúng ta biết là 2 năm đại dịch đã khiến cho rất nhiều ngành nghề phải chuyển đổi từ hình thức trực tiếp sang online, đặc biệt đó là giáo dục và đào tạo. Rất nhiều những cái hình thức đào tạo kỹ năng và những cái đào tạo chuyên môn đã chuyển sang đào tạo online và đã thành công. Ngày xưa thì nói về hình thức online, làm việc online, đào tạo online thì rất là xa vời với chúng ta. Nhưng cái biến cố của dịch bệnh nó biến những cái khó khăn thành những cái hành động và biến cái không thể thành có thể. Và cái hình thức đào tạo nghề cũng vậy, nó mang tính chất rất đặc thù, khác hẳn với cái đào tạo kỹ năng hoặc là đào tạo một cái chuyên môn nào đó. Thì những cái câu hỏi của anh chị và các bạn, các em cũng giúp cho chúng tôi làm cái video này, chia sẻ đến học viên và cũng chia sẻ luôn đến anh chị và các bạn là nếu như học online thì sẽ như thế nào. Ở thời điểm hiện tại thì iCopy Phú Sơn chúng tôi có những học viên học online, các bạn đến từ Đắk Lắk, Bình Phước, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Tĩnh và những cái tỉnh rất xa ở phía Bắc như Hà Giang, Sơn La. Thì để chia sẻ một cách cụ thể chi tiết thì giúp cho anh chị và các bạn, các em hiểu, thì chúng tôi trong cái video làm để đào tạo học viên này chúng tôi sẽ chia sẻ đến anh chị và các bạn luôn. Trong cái phần lý thuyết, nếu như chúng ta học online thì các bạn sẽ được cung cấp một bộ video hướng dẫn chi tiết cái cấu tạo tổng quan, nguyên lý hoạt động cơ bản của máy photo. Trên màn hình, anh chị và các bạn, các em đang thấy ở đây, nhãn hiệu máy Ricoh, cụ thể model MPC6503 mà học viên đang học. Nếu như tôi che chữ Ricoh, tôi dán bằng chữ Toshiba hoặc Konica thì cái máy photo trước màn hình anh chị và các bạn sẽ không phải là Ricoh nữa, lúc đó nó sẽ là Konica, là Toshiba. Như vậy là chúng ta biết máy photo dù bất cứ hãng nào thì đều có cái cấu tạo tổng quan và nguyên lý hoạt động như nhau. Máy photo khổ lớn thì có thiết kế linh kiện vật tư hình khối lớn hơn, dài rộng hơn để có thể photo khổ lớn. Còn với máy photo màu, khác máy photo đen trắng đó là tạo ra bản in, ra bản photo có những cái màu sắc giúp cho sống động hơn, hình ảnh đẹp hơn, đa sắc màu, khác biệt ở chỗ đó. Và nguyên lý hoạt động của máy photo màu và máy photo đen trắng khác nhau như thế nào thì học viên của tôi đang học cái máy về cái nguyên lý và cái cấu tạo tổng quan, nguyên lý hoạt động của máy photo màu, chúng tôi đang đồng hành cùng nhau. Thì trong cái video này chúng tôi đang đến cái phần video thực hành nhận biết định vị giai đoạn 1. Và trong phần lý thuyết, toàn bộ cái phần lý thuyết chuyển giao cho anh chị và các bạn học nghề online ấy, thì sẽ có cái định hình là máy photo gồm có cấu tạo cơ bản như thế nào, hình khối như nào này. Nguyên lý hoạt động đó là 3 giai đoạn cho một chu kỳ hoàn tất.
giai đoạn bộ chứa và nạp giấy, giai đoạn 2 sao chép, copy, xử lý hình ảnh hoặc là nhận tín hiệu bản mềm từ những cái thiết bị kết nối PC hoặc các thiết bị cầm tay để in cái bản đó ra. Và giai đoạn 3 là giai đoạn cố định cái hình ảnh đó lại, hoàn tất một chu kỳ copy bất cứ model hay bất cứ nhãn hiệu máy nào, dù là khổ lớn hay khổ nhỏ, đều có cái cấu tạo tổng quan và nguyên lý hoạt động hoàn toàn giống như nhau. Máy photo màu sẽ khác một chút, và để sửa chữa được máy photo màu thì phải nâng cấp chuyên môn mình lên. Thì chúng tôi đã đi với nhau trên cái chặng đường hết phần lý thuyết, thì trong video này tôi sẽ đồng hành cùng học viên của mình xác định đâu là giai đoạn 1, điểm cuối của giai đoạn 1, và toàn bộ sẽ thực hành để tháo lắp định vị cái giai đoạn 1 đó, giúp cho học viên của tôi khi mà máy của bạn ấy gặp sự cố, bạn có hoàn toàn có thể sửa chữa, thay thế linh kiện hay đơn giản đó là bảo trì bảo dưỡng. Còn những cái ban nặng hơn, ví dụ như là bạn xác định được cái lỗi trong hệ thống 3 khay của bạn ấy, có một cái khay không làm việc hoặc không kéo giấy, không nạp giấy chẳng hạn, thì lúc đó cái sự kết nối hỗ trợ từ người nhà đào tạo là chúng tôi đến học viên, đó là bạn ấy đã biết máy đang hư hỏng ở giai đoạn 1, và cụ thể đó là khay 1, khay 2 hoặc khay 3 trong giai đoạn 1 của bạn ấy đang gặp vấn đề. Và chúng tôi chỉ gợi mở đó là em hãy kiểm tra cái cụm kéo giấy đó, cái bộ, cái khay kéo giấy đó đang bị lỗi phần gì, và gợi mở cho bạn ấy, và bạn chỉ cần thực hành tháo ra, thay thế linh kiện nếu như hư hỏng, hao mòn. Còn nếu là do bụi bẩn, do những cái tác nhân bên ngoài thì chỉ cần vệ sinh, bảo dưỡng, máy sẽ, cái cụm đó sẽ hoạt động. Như vậy là lý thuyết xong này, kết nối phần thực hành này. Thực hành sẽ làm rõ giai đoạn 1 ở đâu, giai đoạn 2 ở đâu, giai đoạn 3 ở đâu, và hướng dẫn chi tiết cụ thể bằng video, và bạn ấy sẽ thực hành trực tiếp trên máy. Đến cái giai đoạn cuối cùng đó là giai đoạn chuyển giao kiến thức toàn bộ, đó là giúp cho bạn ấy nhận định những cái ban như chẳng hạn chuyển sang trạng thái báo lỗi chẳng hạn. Máy photo ngoài những cái ban về hình ảnh còn báo lỗi, và những cái mã để bạn có thể cân chỉnh, can thiệp hình ảnh giúp cho cái máy ổn định hơn. Đó là toàn bộ cái quy trình mà chúng tôi chuyển giao. Khi các bạn, các anh, các chị và các em đăng ký cái khóa đào tạo online của iCopy Phú Sơn, trong cái phần này tôi và học viên của mình sẽ đồng hành cùng nhau để nhận biết cái giai đoạn 1 của máy photo Ricoh model C6503 nằm ở đâu. Ở video gần nhất, nếu anh chị và các bạn trải nghiệm trên YouTube Phú Sơn, anh chị sẽ thấy tôi đã chỉ rõ ở cái module lớn nhất mà khi kéo ra thì đây là vị trí trục đồng bộ, vị trí B. Chúng ta xác định được điểm cuối của giai đoạn 1 thì trong video tôi sẽ hướng dẫn học viên tổng quan luôn, gồm 3 khay chứa giấy thì ở phía mở ra anh chị và các bạn đã thấy rồi, đúng không ạ? Giống như học viên của chúng tôi, nếu như bạn ấy được chuyển giao cái video này, bạn đã định hình này, điểm cuối đã có, xác định điểm đầu đó là những cụm kéo giấy, những khay kéo giấy, chứa giấy, và khi hư hỏng thì nó sẽ nằm ở những cái phần cụ thể đó mà bạn ấy cần phải tiếp cận để tháo ra. Thì video tôi sẽ giúp bạn ấy định hình có điểm cuối là bộ trục đồng bộ. Bây giờ chúng ta sẽ xác định điểm đầu để tháo, để xác định những cái phía trong này gồm có khay 1, khay 2 và khay 3. Trên cấu trúc máy này gồm 3 khay chứa giấy thì chúng ta phải tháo vách hông, các cái nhựa tre bên ngoài để chúng ta tiếp cận bên trong. Thì để tháo vách hông này ra thì chúng ta sẽ nhả ốc hai cái miếng nhựa vách sau cho nó, chúng ta thấy cái hèm này, hèm tre này. Đây tôi làm khít là hàm tre. Nếu như không nhả ốc hai cái miếng vách lưng thì chúng ta sẽ bị chèn, khó tháo. Sau đó chúng ta sẽ tháo những cái miếng nhựa ốp phía ngoài để tiếp cận sâu bên trong, xem là giai đoạn 1 của cái model C6503 này có những cái phần cơ như thế nào để làm việc chứa và nạp giấy. Nếu như anh chị và các bạn đang còn có những cái băn khoăn là học online sẽ có kết quả hay không, thì có một cái chứng minh nữa, đó là nếu như các bạn đăng ký khóa học của iCopy Phú Sơn thì các bạn sẽ được đưa vào một cái nhóm lớp. Ở đó có những học viên là cựu học viên của chúng tôi, các bạn đã học và thành công với cái hình thức chuyển giao online và đang làm công việc của mình rất là tốt.
cũng ở rất là xa Thành phố Hồ Chí Minh, hay ở xa như hiện tại thì có Bình Phước, và đặc biệt đó là có những học viên là người Việt nhưng làm công trình ở bên Lào cũng đăng ký những cái khóa học từ xa của chúng tôi. Thì cái điều kiện đó là để tiếp cận dịch vụ kỹ thuật, nhất là những công trình làm cầu đường bên Lào thì rất là xa, xa trung tâm thành phố, ra trung tâm các cái dịch vụ kỹ thuật. Khi mà công ty đầu tư máy để in bản vẽ này, để sử dụng trong quá trình phát hành văn bản, thì mỗi lần hư hỏng có khi phải chờ cả tháng. Đặc biệt là bên Lào thì kỹ thuật rất là thiếu. Bạn ấy tâm sự với tôi là mỗi lần mà hư hỏng thì phải chờ đến cả tháng, thậm chí là chấp nhận phải đi photo dịch vụ ngoài, mà để di chuyển từ cái chỗ bạn làm cầu đường đi ra đến chỗ dịch vụ photo đã mất khá nhiều thời gian. Nó thiếu hẳn cái tính chủ động trong công việc. Nên bạn đăng ký khóa học online. Đến đây thì chúng ta đã tiếp cận được cái vách bên trong này. Cái khối bên trên mà tôi đang mở đây là cụm khay tay. Mà cụm khay tay thì như anh chị và các bạn đã biết, máy photo của bất cứ hãng nào đều thiết kế một khay tay bên hông vách phải theo cái hướng mà hiển thị trên màn hình anh chị, để cơ động chúng ta photo những bản lẻ có thể đóng mở. Thì khi mở đến đây chúng ta sẽ biết là đây là toàn bộ cái khối cụm của khay tay. Tôi zoom cái hướng cái camera để chúng ta định hình này, cái khối cụm khay tay đây, mở ra đóng vô cơ động để chúng ta photo những bản lẻ. Và khi mở ra đến đây thì chúng ta biết là với góc nghiêng 30 độ này sẽ có một cái bản lề hãm với góc nghiêng này. Để tách toàn bộ cái khối cụm khay tay này ra thì chúng ta phải mở cái bản lề hãm này để chúng ta có thể mở góc vuông 90 độ, sau đó chúng ta mới rời cái bản lề ra được. Và trước khi tháo bất cứ chi tiết linh kiện gì, tôi luôn chia sẻ trong video, đó là xác định vị trí kết nối dây dẫn tín hiệu, dây dẫn nguồn, ngắt kết nối bằng cách rút ra. Sau đó chúng ta sẽ thực hiện tháo tách cái bản lề hãm này ra. Khi mà anh chị và các bạn trực tiếp trên máy của mình, cái góc video thì không thể mà tiếp cận được tất cả mọi ngóc ngách chi tiết, mọi thao tác cụ thể của tôi được. Vì như vậy nó tốn rất nhiều thời gian để di chuyển camera để hướng cái góc nhìn vào vị trí mà anh chị và các bạn có thể thấy được. Nhưng nếu như anh chị trực tiếp xem video và thực hành trên máy của mình thì tôi tin chắc 100% chúng ta sẽ làm được. Vì cái chi tiết này nó rất là cụ thể ở trên đó rồi. Đó, đây là vị trí bản lề hãm này. Sau khi tách bản lề hãm, chúng ta sẽ mở được cái cụm khối khay tay vuông góc 90 độ. Phía trên để khóa bản lề sẽ có một cái khóa bằng nhựa. Đây. Rồi chúng ta tách ra này. Sau đó mở vuông góc 90 độ và nhấc ngược lên phía trên. Đây là dạng bản lề thả từ trên xuống. Như vậy là chúng ta đã tháo được cụm khay tay ra. Tháo cụm khay tay ra thì chúng ta thấy vách sườn này. Và lúc này chúng ta sẽ suy lệnh một cách logic. Tôi hướng camera về mở rộng về khoang này một chút thì chúng ta đã thấy như sau. Khi đóng vô thì cái cụm bộ trục đồng bộ này sẽ đưa vào đúng khoảng này. Như vậy là khay tay hay tất cả các khay phía dưới, khay thùng đều đi qua vị trí trục đồng bộ này để đi vào một cái quy trình chuyển giao hình ảnh. Và đặc biệt máy màu nó cần một sự đồng bộ về cơ khí, về tỷ lệ mới ra được một cái bản màu đẹp. Xuống phía dưới thì chúng ta thêm một cái khoang nữa để dẫn các tờ giấy ở khay 2, 1, 2, 3 lên phía trục đồng bộ. Đương nhiên sẽ có cửa bên hông. Cửa bên hông này có tác dụng đó là sử dụng một cái vách để có những cái bánh lăn tì kết hợp với những cái bánh cao su, cái lô cao su bên trong để đẩy tờ giấy tiến về phía trục đồng bộ ở điểm cuối của giai đoạn 1. Thêm nữa đó là nhà thiết kế họ thiết kế cánh cửa mở như vậy để khi mà dắt giấy, kẹt giấy ở khu vực này thì người dùng có thể mở ra để thao tác lấy tờ giấy dắt ra. Và khi mở ra góc nghiêng này, anh chị cũng sẽ thấy một cái bản lề tương tự như cái cụm khay tay phía trên. Phía dưới là một cái bản lề hãm góc nghiêng 45 độ màu trắng, cũng dùng cái khóa này đây. Và chúng ta tháo khóa này, rời bản lề hãm ra này. Và khi đóng trở vô, chúng ta sẽ quan sát ở vị trí này sẽ có một cái chốt khóa màu trắng nữa để khóa cái hệ bản lề thả này. Sau khi mở hết bản lề hãm, khóa bản lề, hai tay cầm và nhấc ngược lên phía trên. Đó,
là chúng ta sẽ ra một cái khối trung gian này để đưa tờ giấy lên phía trục đồng bộ này. Và đến đây chúng ta sẽ thấy toàn bộ cái mặt cắt hiển thị của tất cả các cụm kéo giấy bên trong khay 1. Đây là cái khoang trung chuyển cho khay 3, khay 2 đi qua cái đoạn này. Vì khay 1 là khay dạng khay chứa thùng, số lượng giấy lớn. Đây là cái khoảng trung gian giúp cho cái dung lượng khay thùng của khay 1 lớn hơn. Miếng hướng giấy. Nếu anh chị và các bạn đã trải nghiệm những video chia sẻ định vị giai đoạn 1, thực hành tháo lắp giai đoạn 1 của ICOB Phú Sơn chúng tôi, thì chúng ta sẽ biết là tôi đã chia sẻ rất nhiều cái định vị giai đoạn 1 của rất nhiều hãng máy Xerox, Toshiba, Ricoh đen trắng và đây là Ricoh màu. Đến đây thì anh chị thấy là hoàn toàn giống nhau đúng không ạ? Giống nhau, miếng hướng giấy, cụm kéo giấy. Và bây giờ công việc của chúng ta đó là thực hành tháo ra. Thì chúng ta trước khi tháo hãy định vị những cái vị trí cản này, cản bản lề. Chúng ta phân tích là muốn tháo bên trong, đương nhiên những cái bên ngoài này sẽ cản này. Chúng ta phải tháo ra. Và đến đây chúng ta thấy máy photo màu, cái hệ cơ, cái bộ nạp giấy, chứa giấy không có một cái sự khác biệt nào so với máy photo đen trắng cả. Chỉ khác là hình khối, các nhãn hiệu máy cũng vậy mà thôi. Không có gì gọi là quá ghê gớm hoặc là khiến chúng ta phải khó khăn. Khi tiếp cận một nhãn hiệu máy mới thì chúng ta cần có một cái khoảng thời gian để tìm hiểu dựa với cái kiến thức cơ bản về cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy photo. Nói thế để chúng ta biết là cái kiến thức cơ bản rất quan trọng cho bất cứ ngành nghề nào. Nếu không biết thì chúng ta không thể định vị được. Đầu tiên chúng ta phải định vị. Tháo toàn bộ những cái phần hãm này. Như đến đây thì anh chị biết là đây là một cái gợi ý. Nếu như chúng ta không mở cái này thì cái góc này sẽ không nhả ra để chúng ta có thể mở được. Đó. Đây là cái công tắc cửa bên hông. Đó. Với cái công tắc cửa bên hông này chúng ta chỉ nhả ốc và thả nó xuống dưới, không cần phải tháo rời rút dây ra. Vì chúng ta chỉ cần cái khoảng trống để chúng ta có thể mở tiếp theo này. Và tôi đã có những cái video tôi đã gợi ý là với nguyên lý mở cụm kéo giấy theo hướng bên hông thì chắc chắn sẽ có một cơ chế, đó là đầu kết nối bên trong này sẽ là hệ bánh răng, là động cơ nếu có, là những cái vị trí kết nối cung cấp nguồn điều khiển tín hiệu vân vân. Trước khi xác định cái vị trí tháo thì chúng ta phải ngắt kết nối. Đầu tiên chúng ta tháo những cái vị trí cản trước, sau đó là những cái phần kết nối. Đây là cụm 1 này, ngắt kết nối. Đây là cái phần trung chuyển này, ngắt kết nối. Cụm khay 2, ngắt kết nối. Khay 3, ngắt kết nối. Và có video mà không phải một mà đến 2-3 video tôi đã chia sẻ là cái miếng hướng giấy mà nếu không thiết kế trên cả khối thì chúng ta trước khi tháo cụm kéo chúng ta phải tháo cái miếng hướng giấy này ra trước. Vì chúng ta thấy cái cơ chế mở ra đóng vào, mở ra là khi cửa bên hông mở ra, khi tờ giấy dắt đây chúng ta mở ra thì, tự cái miếng này sẽ mở ra để chúng ta lấy tờ giấy dắt dễ dàng. Mở này. Chúng ta phải mở ra trước, nếu không chúng ta tháo cái khối này chúng ta kéo ra sẽ rất dễ bị gãy cái càng, cái tai của cái miếng hướng giấy này. Và được khóa bởi một cái chốt trắng bên hông. Đây. Chốt trắng bên hông. Và trong rất nhiều video tôi chia sẻ hướng nào khóa thì hướng đó sẽ là mở. Luôn luôn là như vậy. Vị trí khóa đồng nghĩa với việc anh muốn mở, anh sẽ mở về hướng đó. Tôi sẽ thực hành lại để anh chị thấy cái sự logic này. Tôi sẽ đẩy hết cái hành trình về phía bên khóa. Đây. Tôi lấy ra rất dễ dàng. Và cơ chế của nó là như này. Khi anh chị đưa vào vị trí này sẽ có một khoảng ở để chúng ta khóa lại mà thôi. Phía khóa là sẽ là phía mở. Và tiếp theo là cái miếng hướng của khay số 2. Với cái vị trí cài này thì chúng ta có thể đồng thời sử dụng ngón trỏ ngón cái của bàn tay trái và cái tô vít hai cạnh cầm bên tay phải để chúng ta đẩy ra. Đây, đẩy như này vào cái đế này, đẩy ra. Và đâu là hướng khóa thì đó là hướng mở. Anh chị mở sau đó đẩy lấy ra rất dễ dàng. Tiếp theo đến cụm khay 3. Với khay 3 thì đây có cái miếng sắt cản này. Chúng ta sẽ
cần phải có một cái sự đưa tay xuống hợp lý để có thể đưa cái tô vít hai cạnh vào, đẩy cái khóa ra. Đây, cái khóa rơi xuống đây, chúng ta phải lấy ra. Đây, khóa này, đó. Phía nào khóa, mở hướng đó. Khi mở thì chúng ta, khi mà đẩy hết hành trình về để chúng ta có thể tách được rồi, thì chúng ta sẽ ngửa lên này, hành trình này, sau đó nhả ra. Đẩy hết hành trình, đẩy hết sang bên đây, sau đó đẩy ngược lên, nhấc ra. Và đây là miếng lớn nhất trong cái khối này. Để chúng ta tháo thì chúng ta biết là phía trên sẽ có một cái cản này. Chúng ta tháo cái miếng sắt cản này ra. Anh chị và các bạn, nếu như đang làm máy mà thực hành theo video mà cầm khó khăn gì, hãy liên hệ với chúng tôi 0964 405 366. Chúng tôi sẵn sàng tư vấn miễn phí và hỗ trợ anh chị và các bạn. Với chúng tôi, những chuyên gia, những kỹ thuật chuyên về máy photo, thì cái sự tháo lắp là công việc hàng ngày của chúng tôi. Nhưng nếu như anh chị và các bạn làm theo video ấy, thì hãy chụp hình lại nhé. Tôi luôn hướng dẫn đồng hành đồng thời với những cái tư vấn như vậy. Chụp hình lại để chúng ta nhớ cái vị trí lắp đặt này, nhớ những vị trí ốc. Ốc ở đây, đây tôi chia sẻ đến anh chị và các bạn một cái sự khác biệt cơ bản. Đây, đây là cũng là ốc này. Chúng ta sẽ thấy, biết tôi để đây anh chị có thấy không? Đây. Nhưng hai con ốc khác nhau nhé, cấu kiện khác nhau này. Hình bên ngoài khác nhau. Và đương nhiên rồi, tác dụng của nó đương nhiên cũng sẽ khác nhau. Nếu như chúng tráo đổi hoặc bắt nhầm cái vị trí ốc này sang ốc khác thì cái sự cố sẽ xảy ra. Để logic cái phần đó là anh chị các bạn nhiều khi thắc mắc là tôi chỉ tháo ra bảo trì bảo dưỡng thôi. Cái máy nguyên si đang hoạt động tôi chỉ tháo ra vệ sinh thôi, lắp vô máy lỗi, lắp vô thì máy không chạy nữa mà báo lỗi. Đó là cái hiện tượng, đó là chúng ta thao tác sai kỹ thuật hay đơn giản chỉ là bắt nhầm cái vị trí ốc thôi. Đâu là vị trí khóa thì đó là vị trí mở. Đây, khi chúng tôi tách này, anh chị và các bạn sẽ nghiêng. Đấy. Nghiêng ra, nghiêng theo đầu khóa ra ngoài. Đây là những cái kết nối bánh răng. Và đến đây thì anh chị và các bạn cũng thấy với tôi một điều là nếu xem video chia sẻ của chúng tôi thấy là cụm kéo giấy trên một cái hình khối máy rất lớn, hầm hố như vậy, nhưng mà khi tháo ra thấy rất đơn giản đúng không ạ? Nguyên lý là ba bánh, lấy, đưa và tách. Sử dụng cần sensor, sử dụng solenoid, rất đơn giản. Và hoạt động cơ hoàn toàn, động cơ lắp đặt phía trong, đó, rất đơn giản. Cụm khay 1 này. Tiếp theo chúng ta tháo miếng trung gian, dẫn giấy từ khay 2, khay 3 lên. Và để tháo dễ dàng thì anh chị ấy rút các cái cụm khay giống như chúng tôi, rút lùa ra. Với cái này thì chúng ta biết là nó đây, ví dụ như tôi này, đây khoảng chèn này. Đây, thì với cái trường hợp này thì anh chị ấy, các bạn dừng lại này. Tôi làm để có một cái bí quyết chia sẻ đến anh chị luôn. Để tránh trường hợp chúng ta cứ cố tình kéo ra nó sẽ gãy vỡ. Lúc này chúng ta chuyển xuống tháo khay 2 để dọn đường cho cái miếng lớn này ra. Tôi sẽ phải trả lại khay 2 rộng lên phía trên. Và đó, tôi nhả ra như này, tôi lấy cụm khay 2 ra trước này. Lúc này phía trên, phía dưới đều rộng, đều trống. Thì như vậy là tôi dỡ miếng này dễ hơn đây. Cái vị trí này tôi đưa vào vị trí. Nếu như không tháo khay 2 trước thì cái phần đưa ra sẽ khó hơn. Nên cái bí quyết mà tôi chia sẻ để anh chị các bạn thực hành nó dễ hơn. Đây là vị trí khuyết mà miếng lớn này sẽ phải lọt qua đây này. Đấy, đây. Chúng ta tháo này, cũng nghiêng một góc và hướng khóa sẽ là hướng mở. Với những cái chi tiết mà lâu ngày không rút ra, kể cả cái phiến nhựa ngậm nha anh chị, đừng vội vàng dùng lực mà chúng ta phải lắc để nhả. Có những vị trí rất là khít, gần như từ đầu đến cuối chưa mở lần nào ấy. Thì chúng ta đừng có vội mà dùng lực kéo ra bằng được, mà chúng ta phải dùng lắc hoặc là đẩy như này, đó, đẩy như.
Và đến khay 3 là chúng ta đã xong cái phần toàn bộ. Và với những cái video về nguyên lý hoạt động những hư hỏng giai đoạn 1 thì thường không nâng khay, cụm khay không kéo vân vân. Rồi những hao mòn về lô kéo giấy, ví dụ lô kéo giấy thì chúng ta có thể tháo khay, đưa tay vào chúng ta tháo thay bên trong. Nhưng để bảo dưỡng hoặc kiểm tra toàn bộ cái phần kết cấu cơ khí hoặc là tiến sâu bên trong với gãy cần sensor này chẳng hạn, gãy cần tác động này chẳng hạn, thì chúng ta phải tiếp cận như này chúng ta mới thay được. Rồi, như vậy là chúng ta đã tháo toàn bộ các cái cụm kéo giấy bên hông. Và đây là những gì chúng ta tháo ra, ba cụm kéo giấy. Những cái miếng trung chuyển rất rất đơn giản. Nhìn cái máy hầm hố như vậy, rất nhiều người sẽ e dè, không dám sửa đâu, không dám tiếp cận đâu. Nhưng khi mà tôi tháo ra và hướng dẫn cùng anh chị thì với hình thức như này thì chúng tôi cũng là cái hình thức mà chúng tôi chuyển giao cho học viên của mình. Bạn ấy cũng sẽ thực hành một cách rất trơn tru, rất dễ. Khó khăn gì chúng tôi lại online hỗ trợ. Như vậy là định hình xong phần lý thuyết này. Giai đoạn 1 gồm gì? Và thực hành tháo ra như thế nào? Hư hỏng nằm ở đâu? Rất dễ dàng đúng không ạ? Đến phần này thì tôi không giới thiệu như hôm trước nữa, vì chúng ta đã có một video giới thiệu rồi. Tiếp theo, tôi sẽ hướng dẫn để bạn ấy có thể tháo cụm trục đồng bộ ra khi cái cụm trục đồng bộ này gặp những cái sự cố, ví dụ như là một dây tín hiệu này, hoặc là đơn giản chỉ là kẹt cơ khí thôi, cũng dẫn đến những cái ban. Đây là khối cụm trục đồng bộ, đây là động cơ vận hành cho cụm này. Và với cơ chế này nhé, nằm trên một mô đun, thì tôi lưu ý anh chị và các bạn như sau. Xác định được đâu là phần hoạt động động cơ chính ấy, dây dẫn kết nối ấy, thì đương nhiên nhà thiết kế phía trong, nhà thiết kế họ sẽ thiết kế một sự logic, đó là phía trong sẽ chỉ là phần gối, phần đặt vô thôi. Đây là phía trong này. Phía ngoài mà tôi xác định động cơ này, toàn bộ dây dẫn tín hiệu, dây cu loa bánh răng nằm ở phía ngoài, thì cái phần hoạt động và các trục chính để dẫn kết nối, dẫn chuyển động này sẽ nằm ở phía ngoài. Như vậy là phía trong sẽ là một mô đun thả xuống vị trí mà thôi, không có sự kết cấu khóa bên trong. Đó là một cái gợi ý, bao giờ họ thiết kế cũng sẽ có một cái sự thông minh và logic như vậy, để chúng ta tránh trường hợp là ôi tháo như vậy tôi phải tháo cả bên trong lẫn bên ngoài. Chúng ta định hình hướng sai, chúng ta sẽ mất nhiều thời gian và thậm chí là đi lạc lối luôn. Đấy, bên trong tôi zoom bên trong để anh chị thấy này. Bánh răng trắng, thực tế nó là một cái phần để đưa vào vận hành với cái vách sườn mà thôi. Cái phần này là phần này truyền dẫn động nhé, trục này trục dẫn động sẽ quay liên tục với cái hệ động cơ chính của máy. Còn khi mà trục đồng bộ vận hành, nó sẽ liên quan riêng đến một cái động cơ để đây phía ngoài đó. Và để tháo cái phần phía ngoài ra, nhấc cả cụm trục đồng bộ ra, thì tôi sẽ hướng dẫn anh chị như sau. Đây, chúng ta thấy là đây là định vị được rồi này. Toàn bộ khối kết cấu gồm che bởi miếng nhựa màu nâu này. Đây, từ đây, đây tôi vẽ này. Đây là động cơ trục đồng bộ, tôi sẽ ngắt kết nối. Với những cái rắc cắm thì anh chị lưu ý là chúng ta phải nhổ cân tay này. Sau đó chúng ta phải tách, vì chúng ta xác định được cái khối cụm rồi, thì chúng ta phải mở để lấy cái có cái không gian để chúng ta tiếp cận với bên trong. Nếu như cần phải rời những cái rắc để chúng ta có thể tiếp cận tháo, anh chị hãy lấy cái bút màu đánh dấu vị trí màu sắc dây vào, vị trí kết nối vào nhé. Còn công việc của chúng tôi hàng ngày là tháo lắp, nên chúng tôi quen thuộc với cách tiếp cận rồi, chúng tôi định vị được quen rồi. Còn nếu như thực hành theo video thì hãy đánh dấu cái màu mực để tránh cái sự nhầm lẫn hoặc là tránh cái rắc rối. Đây là miếng nhựa tôi cần tháo này, phải xác định trước. Thì tôi sẽ tìm cái ốc nào bắt cái miếng nhựa này. Bất cứ mở chi tiết nào anh chị cũng định vị như vậy. Tại cái góc zoom này ấy, nó khó để chỉ cụ thể từng con ốc một. Nó ở góc đối diện mà lại đặc biệt nó là phía ngoài che khuất rất nhiều. Chúng tôi sẽ tháo. Với miếng này thì tôi đếm qua là 3 cái vít, 2 vít trên và 1
vít phía dưới. Đây, đến đây thì chúng ta dỡ này để đưa cái miếng nhựa ra tiếp cận bên trong. Tất cả chỗ các cái chỗ vướng thì chúng ta phải giải tỏa nhé. Nhớ chụp hình lại để biết là cái vị trí dây nó cài ở đâu, đi ra như thế nào. Tránh trường hợp là khi lắp vô chẳng biết cái dây này nó cài vào đâu. Tháo ốp ra xong này. Đây, chúng ta thấy bắt đầu sâu bên trong rồi này. Và đến đây thì có thể định hình đơn giản rồi. Đây là phần của bộ trục đường bộ. Đó, tôi sẽ zoom sát một chút. Cách chúng tôi chuyển giao kiến thức đào tạo online là như vậy. Anh chị và các bạn nếu như quan tâm đến cái lĩnh vực chuyên ngành kỹ thuật sửa chữa máy photo, hoàn toàn có thể yên tâm lựa chọn cái hình thức đào tạo online của chúng tôi. Tiếp này, chúng ta sẽ tháo động cơ để chúng ta có thể nhấc cái khối trục đồng bộ ra. Và tại sao phải giải, tức là mở sâu đến như vậy? Tại vì có những cái ban mà chúng ta buộc phải thay cái khối động cụm động cơ này, hay đơn giản nhé là phải thay cái dây cu loa khi mà nó mòn quá, nó đứt, hay là vậy bộ bánh răng này đấy, lâu ngày bị mòn, bị gãy vỡ bánh răng, hoặc là trục bạc vòng bi bên trong bị kẹt, chúng ta phải tháo ra để bảo dưỡng. Hay đơn giản đó là có những cái sự cố về dây dẫn này, hay là cơ khí bi bạc, thì chúng ta vẫn phải tháo tiếp cận như này. Và cái cách mà chúng tôi đào tạo học viên đó là chúng tôi cũng muốn bạn ấy để tiếp cận thực sự, bạn ấy biết đâu là vị trí trục đồng bộ. Đây, cái motor này sẽ kết nối với hệ trục. Motor quay này, đây là hệ trục này. Video trước chia sẻ, tôi chia sẻ rồi. Cụm này thì nó gồm hai trục, trục phía trên và trục phía dưới. Bộ trục đồng bộ sẽ gồm hai trục, trên và trục dưới. Tiếp tục này, bánh răng này sẽ kết nối cái trục để nhận cái lực quay từ motor chính của bộ này. Chúng ta sẽ tháo này. Và cái vị trí cản chúng đây. Tôi sẽ vẽ một cái miếng sắt để bắt toàn bộ cái khối trục như tôi đã định vị lúc bắt đầu vào bộ trục đường bộ ấy. Khi thiết kế dạng module như này, đâu là đầu gắn động cơ, gắn bánh răng, sẽ là cái phần các cái đầu trục kết nối. Đây, miếng này khóa các trục, kết nối các trục với nhau để gắn động cơ vào đây, quay cái trục này. Và mở đến đây rồi thì chúng ta sẽ còn những cái chi tiết mà cần phải mở tiếp, đó là để chúng ta tiếp cận sâu. Nếu như học viên của tôi mà sửa chữa trực tiếp trên cái máy này, vì bạn đăng ký cái khóa học cho riêng cái máy này, thì đương nhiên với những hướng dẫn chi tiết như này chắc chắn bạn ấy sẽ làm thành công. Đấy là cái tôi khẳng định 100%, vì hướng dẫn chi tiết. Tiếp đến đây là tôi, đây cái phần mở này nhé, tôi sẽ có một cái chia sẻ đến anh chị và các bạn. Nếu những người đang chuẩn bị học thì cũng nên có một cái sự đầu tư. Cái trong máy photo màu, cái quyết định đó là độ ổn định của bản in và bản photo, đó là đồng đều màu sắc, tỷ lệ mực hợp lý. Ngoài ra đó là sự đồng bộ 100% về cái vận hành cơ. Đây là cái phần mà ốc mà chúng tôi nhả này, tôi chỉnh này, anh chị thấy cả cái khối đế này sẽ tiến lùi, tiến hoặc lùi. Khi mà tôi cân chỉnh trên đây, nhà sản xuất họ đánh dấu cái vị trí cái vạch kẻ để lưu lại cái đúng cái vị trí mà họ đã cân chỉnh cơ khí, nhưng sau một thời gian sử dụng nó hao mòn rồi ấy, thì chúng ta cần một cái sự tinh tế của nghề, của kỹ thuật, của cái tư duy để chúng ta có thể làm cho cái sự đồng bộ này nó phù hợp với thời điểm máy đã bị hao mòn. Tôi nhả ốc lòng này, tôi tăng giảm, tăng giảm, đó cái khối này sẽ tiến lùi, tiến lùi đó. Và vậy chúng ta sẽ mở hai ốc, nhấc toàn bộ khối đế này ra. Rồi, hai ốc này. Và đến đây tôi chia sẻ luôn ốc này với ốc này khác nhau nhé. Đấy, anh chị nhìn này, kết cấu ốc khác nhau. Kết cấu ốc khác nhau làm công việc giữ cho cái vị trí đi cũng khác nhau. Nếu như giả sử chúng ta đổi vị trí ốc này, cái vấn đề sẽ xảy ra. Đấy, nên là cái kiến thức
là cực kỳ quan trọng, là chìa khóa. Nhưng kinh nghiệm thì nó cần thời gian, cần rất nhiều yếu tố để chúng ta có nhiều kinh nghiệm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nhấc ra này. Khi nhấc ra thì sẽ cơ chế như thế nào? Tôi sẽ nhấc để anh chị thấy. Như tôi nói ban đầu, khi mà động cơ phía ngoài thì phía trong chỉ là phần thả vô thôi. Nó không phải là phần kết cấu kết nối nữa. Đến đây tôi sẽ nhấc nhẹ lên để anh chị thấy này. Toàn bộ cái khối đế trục là khoảng rỗng bên ngoài và toàn bộ cái phần khóa chúng ta đã tháo ra rồi. Thì chúng ta có thể dùng lực để đẩy ra ngoài đó. Tôi hơi cầm đầu trong, tôi đẩy nhẹ ra ngoài thì toàn bộ cái trục này sẽ nhô ra cái khoảng hở. Và đến đây chúng ta sẽ nhấc cái thước định vị này ra. Sau đó chúng ta hơi nghiêng một góc này. Nghiêng góc trong, tay tôi vẫn đang cầm nguyên này, nghiêng góc trong. Sau đó nhả này. Lấy các cái dây. Đây là cái thước định vị, cái vị trí tiến lùi của trục đồng bộ này. Chúng ta cầm riêng, để riêng ra. Và đây là toàn bộ cái bộ trục đồng bộ. Nó không có gì là tức là nghe thì có vẻ là ghê gớm hoặc là máy móc. Nhưng nếu chúng ta đưa hẳn ra ngoài và quan sát thì chúng ta thấy cái khối cụm rất đơn giản, là một công việc với được thiết kế cũng đơn giản. Đó. Đây là toàn bộ cái bộ cụm trục đồng bộ của một cái model, đó là 6503, gồm trục phía trên inox, trục phía dưới bằng cao su. Và để vận hành cụm này thì có bộ cái động cơ mà chúng ta tháo ra trước rồi, dây dẫn tín hiệu, sensor, rồi các cái cảm biến đường giấy di chuyển và nguyên lý đóng mở. Đó là toàn bộ cái khối cụm bộ trục đồng bộ. Và quay trở lại vấn đề này, đến đây ở thời điểm này, ở khoảng vị trí này là cái điểm cuối của giai đoạn 1. Nếu như tờ giấy dắt từ cái điểm cuối này đổ về tất cả các cụm kéo giấy thì người kỹ thuật viên phải sửa chữa ở đâu, kiểm tra ở đâu? Khi qua trục đồng bộ rồi, nó sẽ sang một giai đoạn khác, giai đoạn tiếp theo. Như vậy là cái hành trình để chúng ta nắm bắt, nói đơn giản về phần cơ khí nhé, tờ giấy đi đến đâu, trên máy nhà sản xuất họ đã lập trình thiết kế những cái cảm biến, theo dõi đường giấy di chuyển. Còn nếu như chúng ta là thợ để sửa chữa thì tờ giấy đi đến đâu mà hư hỏng ở đó thì chúng ta cũng sẽ biết là đang cần phải tiếp cận ở giai đoạn nào, bước mấy, ví dụ như vậy. Và cái công việc của chúng ta là tiếp cận cái phần mà chúng ta là khoanh vùng có thể là nguyên nhân gây ra tình trạng kẹt giấy không hoạt động, có thể là cụm kéo giấy, có thể là cụm bộ trục đồng bộ. Và để vận hành được sẽ gồm những cái bánh răng, dây cu loa, động cơ, và để kéo tờ giấy đi được sẽ gồm những cái lô cao su. Đó là toàn bộ cái phần mà chúng tôi sẽ chuyển giao cho học viên của mình. Nếu như anh chị các bạn có những câu hỏi phía trước thì chúng tôi cũng đã, trong cái phần làm video để đào tạo học viên của mình, chúng tôi cũng chia sẻ luôn để anh chị và các bạn có những cái sự quan tâm, cũng sẽ cảm thấy có cái câu trả lời cơ bản. Học nghề sửa chữa máy photo kỹ thuật hình thức online không phải là có cái gì đó mơ hồ, mà hoàn toàn có thể áp dụng thực tiễn. Và điều đặc biệt nữa tôi muốn nhấn mạnh, đó là iCopy Phú Sơn chúng tôi đặc biệt hơn ở bất cứ cái nơi đào tạo nào đó, đó là khi mà chúng ta học ấy, học nghề nhé, tôi nói ở yếu tố học nghề, tôi chia sẻ cái thời tôi học. Thời tôi học thì cách đây hơn 20 năm về trước thì nhóm của tôi, lớp của tôi gồm 9 người, gồm có Nam Định, Hưng Yên và Bình Định, An Giang, gom thành 9 người học một cái lớp. Đó là mỗi ngày đi học lý thuyết thì chỉ mong đến một ngày được cầm tô vít để tiếp cận với cái máy photo thôi nhá, chưa cần nói là máy gì, chỉ mong được một ngày cầm tô vít để tiếp cận cái máy photo thôi, được tháo những con ốc đầu tiên thôi là đã cảm thấy rất là vui rồi.
Học xong lý thuyết thì chúng tôi được đưa đến một cái phòng thực hành, và điều bất ngờ đầu tiên đó là tiếp cận với một cái máy không có vỏ nhựa, toàn bộ cái khung hình sắt bên trong, thiếu rất nhiều đồ. Và lúc đó chúng tôi học áp dụng từ cái lý thuyết sang thực hành hoàn toàn theo trí tưởng tượng. Theo trí tưởng tượng hết, tất cả những cái mô đun mà thầy dạy trên cái phần lý thuyết. Khi mà đi vào cầm cái tô vít vào cái phòng thực hành là toàn bộ khi mà tháo được con vít là thích lắm rồi. Nhưng cái hình khối mà chúng tôi tưởng tượng trên lý thuyết nó không có, nó thiếu. Vì thời điểm đó cái máy photo là rất là quý, rất là xa xỉ. Hơn 20 năm về trước thì những cái doanh nghiệp lớn hoặc là những cái đơn vị lúc bấy thời đấy còn hoàn máy cơ hoàn toàn. Cái thời 5630 của Ricoh mà dùng dầu, dùng dây xích. Rồi tiến thêm đó là Phoenix. Phoenix thì thời điểm đó là nếu như kỹ thuật viên mà đi thay mà làm lỡ làm hỏng một cái món vật tư có khi mất một tháng lương luôn. Thời điểm đó máy photo rất là quý, vật tư rất là đắt. Nên chúng tôi được thực hành trên một cái mô hình không có nhựa, thiếu rất nhiều đồ. Và những cái buổi cuối thì được tiếp cận một cái máy photo ra được một cái bản copy nhưng mà nó rất là xấu. Không thể tưởng tượng được là như này là hình ảnh đẹp hay là xấu, hay vì nó là một cái sự bỡ ngỡ. Nhưng ở thời điểm hiện tại và đặc biệt iCopy Phú Sơn, dù bạn học online hay học trực tiếp, chỉ cần bạn đề xuất, chỉ cần bạn đưa ra những cái nguyện vọng yêu cầu, bất cứ chi tiết gì chúng tôi có thể video hóa trên bất cứ nhãn hiệu máy nào để các bạn có thể nắm bắt được kiến thức và nhận những cái sự chuyển giao hoàn thiện nhất trên một cái máy hoàn hảo nhất. Và chúng tôi đã từng mở những cái máy một vài trăm triệu chỉ để quay video hướng dẫn cho học viên của mình biết là vị trí đó cần phải mở như nào. Đó là cái sự tận tình, cái sự chu đáo, và iCopy Phú Sơn chúng tôi luôn hướng tới một cái sự hoàn thiện nhất để học viên của mình thành nghề thực sự. Và chỉ có khi các bạn thành nghề thì cái thương hiệu của chúng tôi mới được khẳng định. Còn tất cả mọi hình thức quảng cáo đều là vô nghĩa, mà chúng tôi không đặt theo cái hướng là quảng cáo thật nhiều vào, thu hút học viên thật nhiều vào, rồi mình cứ đào tạo đến đâu thì đào tạo. Ở thời điểm hiện tại, chất lượng là khẳng định thương hiệu, và chúng tôi hướng tới điều đó. Khi các bạn thành công thì các bạn sẽ giới thiệu giúp chúng tôi. Và một cái lời giới thiệu của các bạn đến người khác về thương hiệu của chúng tôi bằng rất rất nhiều tiền, bằng rất nhiều cái hình thức quảng cáo khác không thể đổi được. Đó là toàn bộ cái mà chúng tôi muốn chia sẻ đến anh chị và các bạn, những người đã đặt cho chúng tôi câu hỏi là học nghề online, đặc biệt là máy photo, chắc là không có kết quả đâu. Thì ở video này, sau video chia sẻ của tôi này, video này tôi làm để đào tạo học viên của mình. Anh chị và các bạn trải nghiệm video và để lại lời bình, tự anh chị đánh giá cái cách mà nếu như chúng tôi áp dụng được phương thức đào tạo chuyển giao này, thì ở vai trò, nếu như vai trò của anh chị có tiếp thu được không, có học được không. Nếu có, hãy đăng ký tham gia những khóa học của chúng tôi để có một cái nghề khởi nghiệp, để hay đơn giản đó là làm chủ cái công nghệ máy móc thiết bị ở cửa hàng, ở công ty của anh chị. Biết ơn anh chị và các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ chúng tôi. Nếu quan tâm đến những cái khóa đào tạo chuyên về sửa chữa máy photo, hãy liên hệ với chúng tôi. Học viện iCopy, 26 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội. Số điện thoại 0964 405 366. Anh chị và các bạn cũng có thể đăng ký kênh YouTube Phú Sơn chuyên đào tạo kỹ thuật sửa chữa máy photo, hoặc truy cập vào website iCopy.com.vn để trải nghiệm những cái sản phẩm dịch vụ của công ty cổ phần tập đoàn Phú Sơn chúng tôi. Xin chào, hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo.